Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, phần lớn phía đông bắc Trung Quốc đã biến thành vùng lũ lụt trong khi cơn bão mới chuẩn bị đổ bộ vào nước này. Sáng thứ Ba, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm cứu trợ thiên tai cho biết, lính cứu hỏa địa phương đã liên hệ được với tất cả các ngôi làng bị cắt liên lạc ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. Lũ lụt đã khiến 14 người ở Thư Lan thiệt mạng, trong đó có 3 công chức và 1 kỹ sư đang thực hiện công tác cứu trợ. Một quan chức Thư Lan khác vẫn mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi. Các nhiệm vụ cứu hộ cũng đang được tiến hành ở tỉnh Hắc Long Giang lân cận. Tại cuộc họp về kiểm soát lũ lụt vào tối Chủ nhật, Bí thư tỉnh ủy Hắc Long Giang Su Kin yêu cầu chính quyền địa phương không được chậm trễ di rời và tái định cư người dân. Chúng ta thà nghe những lời chỉ trích hơn là những tiếng khóc. Chúng ta phải di rời tất cả những người bị lũ lụt đe dọa, không để lại một gia đình hay một người nào, Bí thư Su nói. Hôm thứ Hai, Bộ Thủy lợi cho biết lũ lụt ở lưu vực sông Tùng Hoa bao gồm Hắc Long Giang và Cát Lâm vẫn đang lan rộng ra và mực nước ở 85 nhánh sông đã vượt quá mức cảnh báo. Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh đã đến Hắc Long Giang hôm thứ Bảy và Chủ nhật để kiểm tra nỗ lực kiểm soát lũ lụt. Ông yêu cầu chính quyền địa phương giảm thiểu thương vong và thiệt hại về tài sản. Trước đó, chính quyền Thượng Trí, thành phố có 460.000 dân gần thủ phủ Cáp Nhĩ Tân, cho biết thành phố này đã hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1957. Hắc Long Giang, tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn nhất của Trung Quốc, sẽ bắt đầu vụ thu hoạch vào tháng 10. Tuy nhiên, các cánh đồng lúa ở thành phố Vũ Xương đã bị ngập trong nước lũ và nông dân địa phương lo lắng về việc giảm sản lượng trong năm nay. Ở miền Bắc Trung Quốc, mưa lớn và lũ lụt đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chính quyền Thiên Tân cho biết đã di rời 80.000 người. Quân Giải phóng Nhân dân PLA đã thành lập một bộ chỉ huy ở Thiên Tân để hướng dẫn các lực lượng vũ trang chống lũ lụt. Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia mới thành lập cho biết đã nhận được 190.000 yêu cầu bảo hiểm từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão số 3 tính đến 10 giờ ngày Chủ nhật. Trong khi đó, theo tin bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cơn bão số 6 đang tiến về Nhật Bản và Hàn Quốc có thể ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Trung Quốc từ ngày thứ Năm. Mang theo mưa lớn, bão số 6 có thể tấn công các khu vực đã bị mưa lớn tàn phá. Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán cho biết, bão số 6 làm nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai trở nên nan giải hơn. Hôm Chủ nhật, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên cấp 3 tại khu vực Đông Bắc. Đây là mức cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ. Mưa lũ gây ra thiệt hại nặng nề tại Trung Quốc. Ít nhất 36 người đã tử vong và 4 người mất tích sau khi mưa lớn trút xuống thành phố Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Tính đến hết ngày Chủ nhật đã có ít nhất 36 người thiệt mạng do lũ lụt ở nước này. Giới chức địa phương lo ngại, con số này có thể còn tăng lên. Mưa lớn còn khiến 18.916 người sơ tán, với 21 cơ sở tái định cư tạm thời được thành lập. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên cấp 3 vào lúc 10 giờ ngày Chủ nhật tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Hắc Long Giang và khu vực Nội Mông, theo Reuters. Trung Quốc sử dụng hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp có 4 cấp, trong đó cấp 1 là mức khẩn cấp thấp nhất. Chính phủ Trung Quốc hôm Chủ nhật phân bổ thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đô la Mỹ cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả của lũ lụt ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm. Trước đó, nước này đã phân bổ 170 triệu nhân dân tệ cho công tác ứng phó với thiên tai. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 5, những trận mưa lớn chưa từng thấy trong vòng 140 năm qua đã liên tục trút xuống nhiều tỉnh thành của Trung Quốc trong những ngày qua, khiến tình hình lũ lụt càng thêm nghiêm trọng. Bão số 5 đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán, gây ngập ở Bắc Kinh cùng một số thành phố khác kể từ khi đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc cách đây một tuần, theo Reuters. Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa lớn kỷ lục trong những tuần gần đây. Vào ngày thứ Sáu, chính phủ Trung Quốc cho biết thiên tai đã khiến 147 người chết hoặc mất tích, theo AFP. Tỉnh Hà Bắc đã sơ tán hơn 1,5 triệu người khi những cơn mưa xối xả tiếp tục trút xuống khu vực miền Bắc Trung Quốc. Tổng cộng 883 thị xã và thị trấn của tỉnh này đã bị lũ lụt, ảnh hưởng đến hơn 2,2 triệu người. Cục Khí tượng tỉnh Hà Bắc đã ban hành cảnh báo mức cao thứ hai đối với các thảm họa địa chất, trong đó bao gồm cả lở đất ở một số quận của thành phố Bảo Định, khu vực cách Bắc Kinh 150 km. Các trận mưa xối xả lần này được đánh giá có mức độ nghiêm trọng nhất trong 140 năm qua, kể từ khi cơ quan chức năng Trung Quốc ghi chép dữ liệu.
Thưa quý vị, trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra rạng sáng ngày 3 tháng 9 tại huyện Bình Nguyên, thành phố Đức Châu thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết tổng cộng 126 tòa nhà khu vực động đất đã bị sập. Trong khi giao thông vận tải, thông tin liên lạc và điện tại khu vực này vẫn đang hoạt động bình thường. Chưa ghi nhận sự cố rò rỉ nào tại các đường ống dẫn dầu và khí đốt. Chính quyền địa phương hiện đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp để tiến hành hoạt động cứu hộ, cứu nạn cũng như đánh giá rủi ro. Văn phòng Trung tâm Cứu trợ Động đất cũng đã kích hoạt mức độ ứng phó khẩn cấp lên cấp 4. Thưa quý vị, Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó với thời tiết khắc nghiệt hơn sau những trận mưa lớn do bão số 5 gây ra, phá hoại vùng Đông Bắc, nơi được xem là vựa lúa của đất nước. Hoàn lưu của một cơn bão khác, bão số 6 đang tấn công các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh và khu vực Nội Mông. Bão số 6 tấn công vùng Primorye của Nga, gây vỡ đập, làm hàng trăm ngôi nhà bị chìm trong nước. Ngày 1 tháng 9, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã cử một lực lượng đặc trách đến giám sát việc khắc phục hậu quả ở khu vực ở Viễn Đông, sau khi cơn bão số 6 tấn công vùng Primorye. Theo chỉ thị của Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov, một nhóm ứng phó khủng hoảng do Giám đốc Cục Quản lý Tác chiến Trung tướng Anatoly Yelizarov dẫn đầu đã được cử đến để điều phối công tác ứng phó lũ lụt. TASS dẫn thông tin từ Bộ cho biết, cũng theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, sáng ngày 1 tháng 9, bão số 6 đã rời khỏi Primorye. Bão Kanun, bão số 6, đã rời khỏi Primorye và tình hình lũ lụt dự kiến sẽ được cải thiện, Bộ cho biết trong một tuyên bố. Theo báo cáo, Bộ đã triển khai các đội ứng phó khủng hoảng bổ sung tới khu vực trước đó trong bối cảnh dự báo thời tiết không thuận lợi, giúp cứu hộ và sơ tán nhanh chóng, ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng. Tổng cộng, nỗ lực cứu trợ hiện có sự tham gia của khoảng 200 người và 50 phương tiện. Máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã chuyển viện trợ nhân đạo và trực thăng Mi-8 đưa lực lượng cứu hộ đến địa điểm này. Mưa lớn trút xuống Primorye từ ngày thứ Tư đến thứ Sáu với lượng mưa lên tới 188mm và khiến nhiều con sông tràn bờ. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 15 thành phố, hơn 600 người phải sơ tán đến nơi trú ẩn khẩn cấp. Lũ lụt do mưa lớn đã tràn vào 7 tòa nhà chung cư và 729 ngôi nhà riêng ở Primorye, với 65 khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước sông Randonaya dâng cao kỷ lục 10m, làm vỡ một con đập ở Rusisirit. Hầu hết, những ngôi nhà bị ảnh hưởng đều ở các thành phố Rusisirit, Spadani và Ostritabaki thuộc vùng Primorye, nơi thành phố cảng Vladivostok là trung tâm hành chính. Lũ lụt ở Rusisirit, thành phố lớn thứ hai ở Primorye, là trận lũ lụt tồi tệ nhất và lớn nhất trong một thập kỷ, ảnh hưởng từ 35-40% diện tích. Sau khi càn quét miền Nam Nhật Bản, bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển từ Hàn Quốc qua Triều Tiên vào ngày thứ Sáu và đến Trung Quốc. Lở đất do mưa xối xả vì ảnh hưởng của bão số 6 đã làm ít nhất 2 người ở ngoại ô thành phố Tây An, miền Tây Trung Quốc thiệt mạng, 16 người mất tích. Nông dân Trung Quốc đối mặt với mối đe dọa mới từ sâu bệnh đến phá hoại mùa màng sớm hơn dự kiến do thời tiết khắc nghiệt. Trung Quốc là nhà sản xuất và nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới để nuôi sống hàng tỷ người. Chính phủ Trung Quốc cho biết mưa lớn và gió lớn, bao gồm cả những trận mưa lớn do bão số 5 gây ra gần đây đã tạo điều kiện cho côn trùng di cư và lây lan dịch bệnh. Theo một đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, côn trùng ăn lúa và ngô đã xuất hiện sớm hơn tại những vùng trồng trọt chính ở phía Bắc và phía Nam Trung Quốc trong năm nay. Cùng với những trận mưa và lũ lụt gần đây, thời tiết ấm hơn cũng tạo điều kiện cho sâu bệnh lây lan. Giáo sư Hu Gao tại Đại học Nông nghiệp Nam Kinh chia sẻ, những hiện tượng thời tiết cực đoan hơn do biến đổi khí hậu gây ra có tác động đáng kể đến việc di cư và xuất hiện của các loại dịch bệnh và côn trùng ở cây trồng. Ngày càng khó dự đoán hơn vì cuộc xâm nhập đã hơi bất thường. Mối quan tâm chính của ông Hu là dày và sâu cuốn lá, hai loài cây gây hại phổ biến cho ruộng lúa. Ông nhận định sự xuất hiện của côn trùng ở miền Nam Trung Quốc, nơi trồng hầu hết các loại cây trồng của đất nước, nghiêm trọng hơn so với vài năm trước. Tuy nhiên, cho tới nay, tác động của những côn trùng này với sản xuất vẫn còn hạn chế. Bloomberg nhận định bất kỳ thiệt hại đáng kể nào với sản lượng gạo ở Trung Quốc có thể sẽ gây thêm căng thẳng cho thị trường toàn cầu nếu nước này cần nhập khẩu nhiều hơn. Tuần này, giá gạo ở châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong gần 15 năm do vấn đề nguồn cung. Theo Tổ chức Nông lương FAO của Liên Hợp Quốc, các loài cây gây hại cho thực vật, phá hoại mùa màng đang tạo ra mối đe dọa lớn hơn với an ninh lương thực của thế giới. FAO cho hay, mỗi năm, các bệnh cây trồng gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hơn 220 tỷ đô la Mỹ
và côn trùng gây thiệt hại ít nhất 70 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết có tới 40% mùa màng trên thế giới tổn thất do sâu bệnh. Bắc Kinh thông tin, trong năm 2023, sâu keo hại ngô đã được phát hiện ở 20 tỉnh thành và đã xuất hiện ở khu vực trồng trọt chính của Trung Quốc ở phía Bắc sớm hơn những năm trước. Tuy nhiên, tờ Beijing News cho hay các biện pháp kiểm soát đã ngăn chặn hầu hết các loài côn trùng vượt qua sông Dương Tử làm giảm tác động đến mùa màng. Bệnh rỉ sắt ở ngô, một loại nấm gây bệnh có thể khiến cây trồng chết, cũng đang gây lo ngại. Sông Khoan Dông, một nông dân ở tỉnh Hà Nam chia sẻ, bệnh rỉ sắt ở ngô mới bắt đầu xuất hiện. Những năm trước, sâu bệnh này đến muộn hơn nhiều, gần thời điểm thu hoạch. Tất cả những gì tôi có thể làm là phun thuốc trừ sâu và cố gắng kiểm soát sự lây lan. Sâu keo hại ngô cũng đã xuất hiện nhưng chưa nhiều, ông nói. Hà Nam thường thu hoạch hoa màu vào khoảng tháng 10 nên bệnh rỉ sắt ở ngô đến sớm hơn khiến cây trồng dễ bị phá hoại hơn. Hà Nam chiếm gần 8% sản lượng thu hoạch của Trung Quốc năm 2021. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.